Vâng, em Chí xin chào bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhé. Tiếp tục với chương trình video đó, thì hàng chiếu điều hòa bên em tiếp tục hàng lại về nhé. Đó, về rất là nhiều, số lượng lớn phục vụ các bác này. Đó, dòng chiếu điều hòa cực kỳ nằm rất là mát nhé. Đấy, bên em có hai cỡ, một cỡ mét 8 và một cỡ mét 6 gửi đến các bác nhé. Dòng này thì của nó là có hai mặt có nhá, một mặt mây này đó, một mặt mây đàn rất là kỹ càng nhá, đường kim sợi chỉ rất đẹp luôn này đó, và một mặt vải lụa nhá. Đấy, vải lụa, mặt vải lụa này các bác nằm mùa đông này, mặt mây này các bác nằm mùa hè cực kỳ mát luôn. Đấy, nói chung là chăm sóc dụng ngủ cho bác rất tốt luôn, các bác ngủ rất là ngon riêng nằm cái chiếu này. Ngoài ra bốn cái góc này, này nó có cái phần thun luôn nhá. Đấy, cái sợi thun như này để các bác có thể dắt vào đệm nó không bị trôi chiếu nhá. Đó, đi kèm thêm chiếu thì sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái bộ vỏ gối hai chiếc thôi nhá. Đấy, cũng cũng là đan mây y như chiếu luôn. Đấy, nên là các bác lồng một cái bộ vỏ gối này vào thì nhìn nó rất là đồng bộ các nhá. Đấy, nhìn nó đồng bộ dừa. Đấy, về các bác mua ruột gối các bác lồng thôi, rất là dễ dàng, dùng rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó, cực kỳ ngon chất lượng, nằm rất là mát người, ngủ rất là ngon. Đấy, ngủ sâu giấc thôi nhá. Đấy, cực kỳ tuyệt vời với cái dòng chiếu điều hòa này. Đó đây các bác nhìn này, sợi mây nhá, đan rất đẹp luôn. Đó, cực kỳ chất lượng nha. Bán quá nhiều với cái dòng chiếu điều hòa rồi. Đó, các bác lên mã cho em là chiếu mây Nhật nhá. Đấy, bên em có hai cỡ, một cỡ mét 6 và một cỡ mét 8. Đó, nhân 2. Bữa trước thì bên em đang bán 550k. Trong video hôm nay thì bên em về số lượng lớn nên giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đó, giá là chỉ còn có 500k một con thôi và bao ship tận nhà. Hàng thì được gói trong một cái gói như này. Đó, của thương hiệu Muji Made in Japan. Đó, cực kỳ xịn sò gửi các bác này. Cái này thì nó có túi tiếc đàng hoàng, các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà ok luôn. Rồi là các bác mua về sử dụng đều ok luôn nhá. Đấy là về cái dòng chiếu điều hòa nha. Đấy, bác nào có nhu cầu về hóa nhá, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp số em để phần mô tả tiêu đề video. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em coi nhá. Đấy, chiếu mây Nhật 1m6 và 1m8, 500k bao ship một sản phẩm này coi nhá. Các bác nhanh tay đặt hàng. Xin chào các bác trong những video sau. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng kệ góc này. Đấy, kệ góc 200k bao ship nhá. Giờ là cứ vào việc báo giá luôn. 200k cho một sản phẩm kệ góc này bao ship inox 304. Hàng cực kỳ ngon. Đấy, con này thì nói chung là các bác để phần nhà bếp hoặc nhà tắm như mình, các bác để phần ví dụ là chai gia vị hoặc là đây, chai gia vị hoặc là các bác để dầu đầu nhà tắm các thứ rồi. Đấy, dùng rất tiện. Rồi là để góc bếp nhà mình, rồi là góc nhà tắm nhà mình để đồ đạc rất là tiện luôn nhá. Phần này của nó là dạng giá này nên khi mà các bác để đồ ấy là nó sẽ lọt những cái bụi biếc các thứ xuống, rồi là nước biếc các thứ nó sẽ lọt xuống, nó không bị chứa trên này. Đấy, nó không bị bẩn các bác nhá. Đấy, nói chung là dùng nó sạch sẽ, mà inox này thì dùng thì nó không bị gì rồi. Ngoài ra nó có phần lỗ này để các bác có thể là bắt treo tường cũng rất ok. Hoặc là không thích treo tường các bác có thể để dựng đứng này. Đấy, dựng đứng này nhìn rất là chắc luôn nhá. Đấy, dựng đứng này các bác có thể di động mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn. Đây, em sẽ đo về cái phần kích thước của nó này. Con này thì cái phần chiều cao của nó nhá. Chiều cao của nó là đi cao là 40 nhá. Đấy, cao 40 này. Đấy, cao 40. Và cái phần chiều rộng này. Chiều rộng của nó này. Chiều rộng của nó là đi 26 nhá. Đấy, rộng 26. Chiều rộng 26 nhá. Chiều rộng 26. Cái phần mặt chéo này của nó là 33 này. 32 này. Đấy, mặt chéo của nó 32. Đấy, nói chung là một chiếc kệ góc này. Khá là chắc chắn luôn, cực kỳ ngon. Hàng inox mà giá bên em bán là chỉ có 200.000 một chiếc thôi. Đấy, lại còn bao ship giao hàng tận nhà nhá. Các bạn nhìn một cái kệ cốc này của nó hai tầng rất là cồng kềnh nhá. Nguyên cái tiền vận chuyển nó rất là cao rồi. Đấy, mà đi em bán giá là chỉ có 200k bao ship thôi nhá. Đấy, các bác lên mã cho vào cái kệ góc inox nhá, kệ góc inox 200k bao ship thôi nhá, giá cực kỳ tốt luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng massage 3D. Đấy, dòng massage 3D nhá. Con này chuyên với bác massage cổ, vai, gáy, chân tay, mồm, miệng các kiểu này. Đây, massage mặt được luôn này, face này. Đấy, rồi massage tay này, massage eo yếc các thứ này, rồi là đùi điếc này, cho đùi nó thon này. Đấy, cho bắp tay bắp chân nó đẹp này. Đấy, rất ok nhá. Rồi là các bác đau cổ vai gáy dùng con này dùng rất là ngon luôn. Con này thì các bác cứ cho vào các vuốt thôi. Đấy, các bác vuốt này. Đấy, các bác vuốt đi vuốt lại này. Đấy, nó sẽ lăn. Cái con này lăn nó sẽ lăn. Rất thích luôn nhá. Các bác dùng rất thích luôn. Đó, nó sẽ lăn tròn như này. Đấy, nó tạo cảm giác rất là khoan khoái, thư giãn thoải mái nhá. Đấy, thì các bác lăn này.
lăn này, rồi phần này các bác có thể trà này, đây là phần này các bác vuốt này, đấy, phần này các bác vuốt này, đấy, vuốt rồi các bác xoay cái lòng bàn tay bàn chân này rất ok. Con này chất liệu nó là dạng như ABS cao cấp nhá, đấy như ABS cao cấp, hàng cực kỳ ngon. Đấy thì các bác lên mã cho em là cái massage 3D nhá, massage 3D. Đấy thì bên em đang bán cái sản phẩm massage 3D này với giá là đi 70.000 trong chiếc thôi nhá. Đấy, 70.000 trong chiếc massage 3D. 70k thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn. 70k một chiếc massage 3D nhá. Đấy, massage 3D 70.000 một chiếc này. Cực kỳ ngon, hay chất lượng đây. Đấy, con lăn này, lăn rất hay, lăn tròn xoe luôn nhá. Đấy, dùng rất ok luôn. Cực kỳ ngon. Đây. Massage 3D 70.000 một chiếc nhá. Kilo bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa nhá. Hàng của thương hiệu Hornet nhá, hàng chất lượng cao luôn, hàng nói chung là hàng này dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì về các bác có thể đấu nối các thiết bị vào để các bác điều khiển. Đấy, các bác đứng từ xa các bác điều khiển. Thì bộ này về các bác có thể là đấu vào như là máy bơm này, rồi là bóng điện, rồi quạt điện các kiểu ra. Nói chung là các bác muốn điều khiển những cái thiết bị từ xa ấy, thì các bác dùng con này. Đó, con này nó là dạng đấu nối nhá. Đấy, hàng này nó của thương hiệu Hornet này. Đấy, hàng thương hiệu Hornet đó. Hàng nói chung là cực kỳ có thương hiệu rồi. Đây, hàng thương hiệu Hornet này, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đó, dùng điện 220V bình thường nhá. Đấy, cách thức đấu thì rất đơn giản thôi. Đó, ở đây thì nó sẽ có sơ đồ đấu nối bác luôn nhá. Ở cái phần vỏ hộp này đều có sơ đồ đấu nối luôn này. Đây. Đây này, sơ đồ đấu nối của nó đều có luôn này. Đấy. Vào 220 này và hai đường ra này, hai đường ra các bác đấu thiết bị này. Đấy, đây cũng thế này, hai đường vào 220, hai đường ra này. Đấy, hai đường vào, hai đường ra. Đây. Đấy thì đây này. Trên này nó có cái sơ đồ luôn này, hai đường vào này, hai đường ra này, đây đó, bốn cổng, hai vào hai ra nhá. Đó, và chúng ta dùng cái điều khiển này và chúng ta bấm thôi. Đấy, on là bật và off là tắt này, on là bật này, off là tắt này. Đấy, ngoài ra thì cái phần xa các bác sợ nó bị cản sóng, bác rút anten lên cho em. Đấy, để cho nó thóng sóng chiếc nó thu nó tốt ngon lành quá nhá. Đấy, ngon này. Đây, một chiếc điều khiển xa đấu nối, phần này nó có cái anten này, các bác có thể rút lên như này. Đấy, và các bác để xuống, nói chung rút lên thì sóng nó khỏe hơn nhá. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì cái khoảng cách các bác điều khiển thì của nó là đi 1.000m thôi nhá. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m, một cây số luôn các bác nhá. Đấy, điều khoảng cách điều khiển là một cây số nên là các bác yên tâm. Đấy, công suất của nó là 30A nên là các bác dùng máy bơm thoải mái luôn. Đấy, những con thiết bị lớn thoải mái. Đấy, nói chung khoảng tầm 30A đổ về là dùng nó ok. Đây, một con điều khiển từ xa đấu nối này, hàng đấu nối. Con này thì em báo giá luôn nhá, 230.000 một bộ này, gồm có một cái cục nguồn như này và một cái tay điều khiển. Đấy, on off bật tắt. Đó, rất là tiện lợi luôn. Điều khiển khoảng cách là 1.000m thôi nhá, một cây số đấy. Đó, thì bên em đang bán cái bộ sản phẩm cả bộ full combo như này. Đấy, gồm một cục và một điều khiển là 230.000 một bộ nhá. Đấy, 230.000 cho một cái bộ điều khiển đấu nối nha. Bác lên mã cho là bộ điều khiển đấu nối từ xa, 230.000 một bộ có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái dòng đu đèn cảm biến này. Đấy, đu đèn cảm biến chuyển động ban đêm nhá. Đấy, đu đèn cảm biến chuyển động ban đêm. Đây. Đó, rất là đẹp, rất là ngon luôn nhá. Hàng rất là chắc chắn. Đó, con này thì đây. Đây là cái phần các bác bắt ốc này, các bác tháo cái phần lẫy cho em để các bác bắt ốc này. Đây là cái phần lẫy này. Đó, bắt và các bác đẩy cái này vào. Đây, còn đây là cái phần cảm biến này. Đuôi thì dạng đuôi xoáy phổ thông rồi. Dây nguồn vào này. Đấy, dây nguồn vào các bác cấp điện 220 vào ngon lành luôn. Đó, đây này. 3W đến 100W nhá. Công suất là từ 3W đến 100W và tối đa của nó là 200W nhá. Đó, dùng điện là 220. Đấy, 50 đến 60 Hz. Đó, dùng rất ok luôn, một chiếc đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm. Đó, bên này thì bên hông nó sẽ có nút cái điều chỉnh thời gian nhá. Điều chỉnh thời gian ví dụ là cái thời gian nó bật bao lâu ấy nhá. Ví dụ như là 262 giây này. Đó, rồi là 32 giây này, rồi là 16 giây này. Đấy, rồi là các vùng sáng này, sáng nhất là sáng vừa này. Đó, đây. Đó, điều chỉnh những công tắc này. Đó, con này thì cái công dụng của nó là các bác lắp ở phần cổng này, rồi các bác lắp phần nhà vệ sinh này. Đó, rồi là các bác lắp đường đi lối lại này, nghĩa là khi có vật thể chuyển động qua cái cảm biến này thì cái bóng đèn nó sẽ sáng nhá, còn không có vật thể chuyển động thì cái bóng đèn nó sẽ tự tắt. Đấy, nguyên lý hoạt động của nó các bác hiểu đơn giản là như thế. Đấy, nguyên lý hoạt động hiểu đơn giản là như thế. Đấy thì rất là tiện dụng, các bác có thể lắp vào phần đầu cổng nha, làm thiết bị chống trộm rất ok. Đấy, nghĩa là có người đi qua là tự động cái đèn nó sẽ sáng lên nhá, để nó cảnh báo cũng rất là hay luôn. Đó, một chiếc đu đèn cảm biến chuyển động 3 đêm. Cái khoảng cách mà cảm biến từ vật thể đến cái cảm biến này của nó là 10m này. Đấy, 10m thôi nhá. Đó thì em báo giá luôn, các bác lên mã cho em là cái đu đèn cảm biến chuyển động 3 đêm.
Thì bên em đang bán cái sản phẩm Durian cảm biến chuyển động ban đêm này với giá là đi 80.000 nhá. Các bác lưu ý là bên em có mấy mã Durian cơ, nên là các bác nhớ mã cho em là cái Durian cảm biến nhá. Đấy, cảm biến chuyển động ban đêm. Đấy, chuyển động ban đêm này. Đấy, các bác lưu ý nhớ cho em cái mã của cái mặt hàng này nhá. Durian cảm biến chuyển động ban đêm, giá em đang bán cho bác giá là 80.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc Durian nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên được bác là cái dòng giá kệ để thớt dao nhá. Đấy, kệ để thớt dao này. Đây. Đó thì bên em có hai loại, em sẽ vứt gọn cái này ra để quay cho nó các bác dễ hình dung nhá, loại 1 và loại 2. Nó loại 1 và loại 2 này. Đó thì đây. Quay rộng lên nhá. Đó, có hai loại cơ bản như này. Một cái loại như này và một cái loại nó dày chắc chắn hơn như này. Nó thì có hai loại cơ bản thôi nhá, hai loại cơ bản này. Đây. Đó, rất ok luôn. Một chiếc giá đỡ để dao nhá, giá đỡ để dao. Đó. Đây thì em sẽ đi vào từng loại một nhá. Đó. Thì cái loại đầu tiên là cái loại đây, loại đầu tiên đây là loại 1 này. Đấy, loại 1 này. Loại 1 thì nó chắc chắn hơn một chút này. Đó thì đây là cái phần các bác để đũa thì vào đây này. Đó, giờ các bác dắt dao đây nhá, các bác dắt dao đây. Đó, các bác đợi chút để em lấy cái con dao. Đấy, các bác có thể để thớt vào như này. Đây này, cái thớt nhà em đang bán đây nhá. Đấy, thớt inox 380 nhá, các bác nào có nhu cầu liên hệ luôn. Đó, đây thớt nhá, các bác để thớt vào đây. Và cái khe này các bác có thể dắt dao đây này. Đấy, dắt dao này. Đó, để dao đây nhá. Đó, các bác dắt dao đây. Rồi là cái phần này, cái phần dưới này các bác có thể để đũa này. Đấy, ống cắm đũa này. Đấy, ống cắm đũa, ôm điếc các thứ vào đây. Đó, nói chung là rất là đa chức năng, một cái con giá đỡ để dao. Chất liệu của nó là hàng inox 304 nhá. Đấy, hàng inox 304. Chân đế các thứ đầy đủ luôn nhá. Đây. Chân đế các thứ đầy đủ luôn này. Đó, hàng cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Đây. Đó, chân đế các thứ đầy đủ. Thanh inox luôn nhá. Một thanh inox nguyên thanh luôn này luôn. Đó, ống cũng dạng ống inox nguyên ống luôn nhá. Đấy, inox nguyên ống luôn này. Hàn hiếc các thứ rất là chắc chắn luôn nhá. Dày dặn chắc chắn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước nhá. Con này cái tổng chiều dài chiều cao của nó này, cái chiều cao của nó là vào khoảng tầm là đi 27 cm nhá, 27 cm. Đó, và cái phần chiều ngang này, chiều rộng nhá. Chiều rộng nó khoảng tầm là đi chiều rộng cũng 27 cm luôn. Đấy, và cái phần bề dày này của nó là đi 16 cm này. Đấy, 16 cm. Cái phần để thớt này, các bác có thể để được khoảng tầm 2-3 tấm thớt luôn nếu mà dạng thớt mỏng, còn thớt dày. Ví dụ thớt dày khoảng tầm đây em đo cái lòng, thớt dày khoảng tầm 6 cm là 6 cm rưỡi là để các bác để vừa này. Đó, ví dụ như cái dòng thớt inox này bên em này thì nó mỏng khoảng tầm 2 cm. Đó thì để vừa khoảng tầm 2 đến 3 cái này luôn nhá. Đó, hai cái này luôn. Đây. Đó, bác để vào rất ok. Đó, để thớt vào. Rồi để dao để giết các thứ vào nhá. Đây, dắt dao giết vào đây. Đó, rồi là phần này các bác dắt đũa ra đĩa các thứ vào đây. Đấy, giá đỡ để dao inox. Giá đỡ để dao nhá. Các bác lên mã cho nó cái giá đỡ để dao loại 1 nhá. Đấy, loại 1 thì nó có hai loại mà. Các bác cứ mã cho em là loại 1 đi. Loại 1. Bên em đang bán cái sản phẩm giá đỡ để dao để thớt loại 1 như này thì bên em đang bán là đi 250.000. Đấy, 250k và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bao ship. Đó là cái dòng giá đỡ để dao thớt loại 1 này bên em. Đó, ngoài ra thì là cái dòng loại 2 này. Đấy, loại 2. Đó, loại 2 thì là báo giá luôn nhá, 180k bao ship. Đấy thì cái phần thiết kế thì nó cũng tựa tựa như thế thôi nhá. Đấy, nó cũng có phần giá đỡ để dao rồi phần để thớt này. Đấy, rồi là ống cắm đũa. Con này thì cái phần này của nó sẽ hẹp hơn một chút này. Đấy, sẽ hẹp hơn một chút. Chất liệu là inox 304 luôn nhá. Cái phần chiều cao của nó này, chiều cao của nó rơi khoảng tầm 27 cm. Đấy, 27 cm. Cái phần chiều bề dày này, bề rộng này. Đó, bề rộng này. Của nó là đi 15 cm này. Chiều dài này. Chiều dài là đi 30 cm này. Đấy, 30 cm. Nói chung là hai con nó cũng tự tựa nhau. Nhưng mà một con thì chất liệu inox của nó dày hơn và một con chất liệu inox của nó mỏng hơn. Nói chung là một con ít inox hơn và một con nhiều inox hơn. Cũng dắt dao dắt dựa ngon lành luôn. Đây. Đó, rồi là để đũa đĩa các thứ vào đây. Rồi là để thớt này. Đấy, cũng rất ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, cũng rất ok luôn. Đấy, để thớt vào rất là ngon. Đó thì cái dòng loại 2 này thì bên em đang bán là đi 180.000 luôn nhá. Đấy, 180k cho một cái sản phẩm giá đỡ để dao loại 2 như này. Đó, giá đỡ để dao thớt nhá. Đấy, 180k này. Đấy, 180k một con này. Còn đây con nó dày dặn chắc chắn hơn. Đấy, con này thì là 250 nhá, bao ship. Con này thì là 180 bao ship nhá. Đó thì các bác có
tùy nhu cầu sử dụng, làm sao sao cho nó phù hợp đấy các bác có thể mua. Đấy, mua cho phù hợp. Đấy, con nhỏ thì 180, còn con to thì là 250 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái dòng sản phẩm là cái dòng ống để đũa này, cũng là inox 304 luôn nhá. Đây này. Inox 304. Đó, inox 304. Con này phần này thì nó sẽ có cái phần để các bác bắt vào tường, hoặc là các bác không bắt vào tường, các bác có thể quặc vào cái phần giá hoặc là dây đeo, nó có vừa bắt tường vừa có phần móc này luôn. Đấy, tùy nhu cầu sử dụng các bác sử dụng nó. Đấy, pha hai ống đũa này, hai bên. Đấy, chia đôi ra, các bác có thể để đũa bên để thìa bên. Phần chiều cao của nó là đi đây. Chiều cao này. Chiều cao là đi 17 cm nhá, 17 18 cm. Đó, chiều rộng này. Là đi 17 cm này. Đấy, 17 cm. Cái phần chiều bề dày của nó là 8 cm nhá. Bề dày của nó 8 cm. Đó, đựng đũa, đựng thìa thứ vào đây cũng rất là sạch sẽ nhá. Đấy, hàng có lỗ thoát nước luôn nhá. Đấy, hàng lỗ thoát nước ngon lành luôn. Đấy, cái sản phẩm cái ống đựng đũa này thì bên em đang bán giá là 170 nhá, 170k. Đấy, 170k cho một cái sản phẩm ống đũa này. Và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bao ship 170k cho một cái ống đũa như này. Đấy, và được bao ship nhá. Đấy, hàng cũng là inox 304 luôn. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn, nó mang là cái dòng súng bắn keo nến ấy. Đấy, mới về cái dòng súng bắn keo nến nhá. Đấy, rất xịn sò, rất ngon. Con này hàng chuẩn Nhật luôn nhá. Đấy, điện áp thì các bác sử dụng từ 100 đến 240V thôi nhá. Đấy, từ 100 đến 240V nên là các bác dùng điện Nhật hay điện Việt Nam thoải mái luôn nhá. Đấy, dây cắm rất xịn sò ngon này. Đây là phần bật công tắc, bật tắt nguồn này. Đó, ngoài ra đây là cái phần đẩy keo. Cái phần đẩy keo này nó rất là êm nhá. Đấy, không như những cái dạng súng thường mà thị trường bán, cái phần keo này phần đẩy keo rất là kẹt. Đây, con này đẩy rất là êm, nói chung keo ra rất là ngon luôn. Đấy, nóng rất nhanh thôi nhá, nóng rất nhanh luôn. Đấy, về cái dòng súng bắn keo nhá, đang bán cái dòng sản phẩm này với giá là đi 100k nhá. Các bác lên mã cho là súng bắn keo 100k và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, súng bắn keo 100k bao ship nhá. Đó, rất xịn sò, ngon này kìa nào. Về các bác dùng chế cháo nhiều việc nhá. Đấy, về cho keo thi thoảng các bác dùng, nói chung là tiện. Đấy, mua thêm ít keo nến nữa về các bác cho vào các bác dùng thôi. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đó, 100k một con này và bao ship tận nhà các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng thuốc diệt dán, bên em mượn lại mới về. Dòng thuốc diệt dán dòng thuốc bán chạy số 1 Nhật Bản luôn nhá, cực kỳ ngon, xịn sò, chất lượng không nhá. Đấy, dòng này thì nó diệt cả dán này, diệt cả trứng dán này. Đó, đầy đủ hết luôn. Đấy, bán chạy số 1 Nhật Bản luôn nhá. Hàng rất xịn sò, made in Japan này. Đó, made in Japan, rất xịn sò. Thì con này rất dễ dùng. Con này thì nó sẽ chia từng viên nhỏ, thì về các bác có thể bỏ vào tủ, ngăn tủ này, rồi là ngăn kéo bàn, ngăn tủ bếp các kiểu này, nói chung là chỗ nào có dán các bác để vào xem. Đó, rất xịn sò ngon này. Đây, thì một cái vỉ này, của nó hàng nguyên hộp nhá. Gửi các bác là hàng nguyên hộp, về các bác bóc ra thì nó sẽ có những cái vỉ nhỏ như này. Đấy, hộp nhỏ này các bác để vào những cái chỗ nào nhiều dán này. Đấy, các bác bỏ trong dán, bên trong nó vẫn còn thuốc mà. Đấy, đây em quay thì nhìn nó không rõ lắm. Đây, đấy, nó có viên thuốc bên trong này. Đấy, thì các bác cứ để vào những cái chỗ mà nó nhiều dán ấy, thì dán nó sẽ vào và dùng rất ok luôn. Đấy, các bác bẻ ra và các bác để vào chỗ nhiều dán ấy. Đấy, đây, viên thuốc nó vàng vàng này. Đấy, dùng rất ok luôn nhá. Đấy là về cái dòng thuốc dán nhá. Đấy, thuốc dán bên em. Thì một cái vỉ thuốc dán này, bên em đang bán giá là 100.000 một vỉ thôi nhá. 100k cho một vỉ thuốc dán nha. Và sẽ bao ship tận nhà thôi nhá. Rồi đấy là một số sản phẩm em trong video hôm nay. Thì bác nào có nhu cầu về dòng sản phẩm nào cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Số em để phần góc video, các bác vui lòng cứ vui lòng liên hệ trực tiếp số này để em tư vấn cũng như chốt đơn hàng qua nhá. Xin chào và gặp lại bác trong những video sau. Tiếp theo thì bên em về tiếp cái dòng nạo 3 món này, cực kỳ ngon. Đó, dòng nạo 3 món các nhá. Đây. Nó sẽ gồm có một chiếc nạo thường này, một chiếc nạo vừa nạo sợi vừa nạo vỏ này. Đó, và một con dao nhá, một con dao. Đó, hàng này chất liệu inox 304 nhá, cực kỳ xịn sò. Đấy, giá là chỉ có 70.000 thôi mà các bác đã sở hữu 3 món đồ rồi. Đấy, sở hữu 3 món đồ, chất liệu là inox 304. Đấy, hàng cực kỳ ngon, chất lượng nhá. Giờ em sẽ test bác xem thực tế về cái dòng nạo này các nhá. Đấy, con này các bác có thể là nạo thường như này. Đấy, con nạo thường rất sắc các nhá. Rất ngon, đây em cầm này. Gọi là vuốt qua thôi quá là rất ngon. Đấy, các bác nạo này. Đấy, đang nạo quả táo nhá. Đấy, đang nạo quả táo rất ngon nhá. Đây. Đó, rất ngon, xịn sò. Đây. Đấy. Dùng con này ngon. Nạo nó rất là trơn tru nhá. Đây, ngoài ra này có con nạo này. Con nạo này thì nó có hai mặt này. Đấy, một mặt nạo thường này. Đấy, một mặt nạo thường nhá. Đây, mặt này các bác nạo thường này. Đây, mặt này các bác nạo thường. Đó, cũng rất là ngon nhá. Đấy, nạo thường này. Đấy, nạo thường. Rồi. Đấy. Ngoài ra thì bên này, mặt này các bác có thể nạo sợi này. Đây, con nhìn em nạo sợi này. Đấy, em nạo sợi này, nạo sợi táo này.
Đấy, cái táo này thì nạo nhìn cái sợi nó hơi nát tí vì cái dạng táo này của nó là dạng táo mềm, táo xốp mà. Đấy nên nạo sẽ nát, ví dụ các bác nạo với sợi cà rốt ấy thì rất là ngon luôn. Đấy, hoặc là đây, nói chung là các bác nạo những cái dòng chuyên nạo sợi, cái củ quả chuyên nạo sợi thì nạo rất là đẹp luôn nhá. Đây này, sợi ra rất đẹp luôn nhá, rất là đều. Đấy, các bác dùng để nạo sợi dùng rất ok luôn nhá. Đấy. Rồi ngoài ra nữa thì là một cái con dao nhỏ này. Đấy, ví dụ các bác có thể xoáy ví dụ như này. Đấy, xoáy những cái lỗ sâu này này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy, rồi các bác gọt những cái chỗ nó bị sâu, bị sứt đi. Đấy, dùng rất tiện rồi. Con này các bác có thể là dùng để gọt hoa quả, tỉa hoa cũng rất ok nhá. Đấy, các bác dùng để tỉa hoa, dùng rất ok luôn. Đó, dùng rất là tiện nhá. Đấy, các bác tỉa này. Đấy, là được miếng táo này. Mời các bác làm miếng táo với em nhá. Đấy, táo rất ngọt các bạn. Táo ngọt dã man luôn. Đấy là về cái dòng nạo 3 món với nhau. Cái dòng nạo 3 món với nhau nhá. Đấy, đang phân phối với các bác. Giá thì cực tốt luôn. Các bác lên mã cho em là cái dòng nạo 3 món. Nạo 3 món này. Nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món bằng inox 304 nhá. Đấy, inox 304. Bên em đang bán cái sản phẩm nạo 3 món này với giá là 70k. Bao ship luôn. Đấy, bao ship tận nhà nhá. Giá cực tốt luôn, nguyên tiền ship một cái bộ này em đã mất 30.000 rồi. Đó, mà gửi các bác là giá chỉ có 70.000 bộ thôi. Đấy, gọi là bán không lợi nhuận luôn nhá. Đấy, bán không lợi nhuận luôn. Nạo 3 món giá 70.000. Một bộ nạo 3 món này và bao ship tận nhà quá nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đó là cái dòng massage chân này. Cái dòng sản phẩm này là cái dòng massage chân nhá. Đấy, cái dòng massage chân các bác nhìn này. Đó là cái dòng bàn chân. Đấy, khi các bác để cái bàn chân mình lên đây. Nhiều khi mà các bác dùng ngồi xem tivi rồi các bác ngồi uống nước ấy, các bác để lên đây. Đó, để chân lên. Nó có chân thì nó những cái vật đạo nó rất là tốt. Đó, thì các bác để lên nó sẽ massage chân, cái vùng chân của mình nhá. Đấy, ảnh tác dụng lên những cái ví dụ như là phần cơ này, rồi là phần huyệt đạo chân này, đấy, làm cho cơ thể của mình khoan khoái, khỏe mạnh hơn luôn nhá. Con này thì một combo bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái tấm massage như này và một cái cục, đấy, một cái cục nó tạo ra cái điện từ nhá, đấy, tạo ra cái điện từ. Các bác về các bác bấm cho em hai cục này vào, hai cực này, đấy, hai cực hai bàn chân như này, đấy, hai cực hai bàn chân như này nhá. Và các bác để lên cái phần massage của mình luôn nhá, đấy, để lên cái phần massage của mình. Nó dạng cục bấm nên là nó sẽ hơi khó bấm nhá. Các bác đấy, các bác bấm lựa lựa vào, các bác bấm vào luôn. Đó. Đi kèm thêm sẽ có dây sạc, hết pin thì các bác sạc vào nhá. Đấy, bên trong sẽ có một cục pin. Và khi các bác đến chân đây thì hai cái điện từ chân này nó sẽ tích hợp với nhau. Đó, nó sẽ tạo ra một cái sóng, nó tích hợp lên những cái huyệt đạo trên mặt chân này thì dùng rất ok. Con này bấm mở thì rất là dễ thôi, các bác chỉ cần bấm nút cộng cho em. Đấy thì các bác sẽ cộng cấp độ lên này 1 2 cho đến 19 nhá, cấp độ nhá. Trừ này, trừ là các bác ấn trừ cũng như là tắt đi luôn. Và đây các mờ là các chế độ khác nhau. Đó thì dùng rất là dễ dùng thôi. À, khi mà các bác dùng thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ hơi tê một chút nhá. Đấy, các dùng sẽ hơi tê như kiểu dạng châm cứu nhá. Nhưng mà dùng thì dùng xong các bác dùng rất là khoan khoái. Sản phẩm này thì bố mẹ anh em cũng đang dùng rồi. Nói chung là phản hồi rất là thích, dùng xong cảm giác chân tay nó rất là khoan khoái, rất là khỏe mạnh nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, hết pin thì các bác cắm sạc vào. Con này nó bên trong nó sẽ có cục pin, hết pin các bác cắm sạc vào các bác dùng thôi, dùng rất là dễ dùng nhá. Đấy, dùng rất là dễ dùng. Đấy là về cái dòng massage chân mình nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm cái dòng massage chân nhá. Các bác lên mã cho em là cái thảm massage chân. Đấy, khi mà các bác ngồi xem tivi rồi các bác ngủ nước, các bác để chân lên các bác bật máy rồi các bác dùng thôi. Đấy, cái sản phẩm massage chân. Đó, con này nó dùng cái công nghệ của nó là EMS này. Đấy, Foot Massage. Đó thì các bác lên mã xem một cái sản phẩm là massage chân. Bên em đang bán cái sản phẩm này với giá là 100k, 130k một sản phẩm này. Và bây giờ em sẽ bao ship nhá. Đấy, 130k một sản phẩm massage chân. Đấy, 130k một sản phẩm massage chân này và bao ship cho bác thôi nhá. Đấy, massage chân. Bao ship nhá. Đấy, massage chân 130k bao ship toàn quốc nhá. Đấy, một cái tấm thảm này. Bác dùng thì rất là ok luôn. Đấy, nói chung là dùng rất là thích, dùng rất là sướng nhá. Đó. Đây thì em sẽ đi vào quay trực tiếp về cái bộ ngồi của Đức nha. Đó. Đây thì hàng của nó là hàng nguyên hộp nhá. Gửi tay bác là hàng nguyên hộp luôn nhá. Cực kỳ ngon, xịn sò này. Đó. Đây thì nó sẽ gồm có 5 cái món như này. Đấy, một cái nồi to này. Hai cái nồi cũng nhỏ nhỏ này, một cái nồi nhỏ nữa này, một cái phần nó như kiểu là dạng nồi có quai cầm như kiểu chảo này. Đấy, để ví dụ các bác có nấu món gì nhỏ nhỏ, súp xiếc và cháo, hoặc là cháo nấu nó béo vào đây cũng hợp này. Rồi là một cái chảo nhá. Đấy, em sẽ xếp đây xem để quay thực tế bác xem để bác dễ dùng nhá. Đó, các đợi chút này.
đấy, một cái bộ nồi cực kỳ ngon, xịn sò luôn. Đây. Đó, rất ngon. À, nói chung là rất chất lượng luôn về cái dòng bộ nồi của Đức này. Đó. Rất xịn sò, rất ngon các bác nhá. Đó, đây, một cái bộ nồi em đã xếp ra đây, một cái bộ nồi 6 món này. Đấy, 6 món sẽ gồm có một song to này, một song vừa vừa này, một song nhỏ này, một song nhỏ nữa này, một cái song có tay cầm này và một cái chảo đi kèm. Toàn bộ bộ sản phẩm này là đều có vung hết các bác nhá. Đều có vung hết luôn. Đấy, đều có vung hết luôn. Đấy, và cái dòng này thì em cũng giới thiệu luôn là các bác có thể là dùng bếp từ hay là bếp điện hay bếp ga. Nói chung là các bác dùng các loại bếp. Đấy, các bác dùng các loại bếp nhá. Đây, em sẽ quay cái logo này là các bác có thể dễ hình dung hơn này. Đây này, các bác có thể là dùng bếp điện này, bếp ga này, rồi là bếp từ này. Đó, rồi là bếp mai so, bếp các kiểu luôn, bếp điện. Nói chung là các bác dùng các loại bếp, dùng đa năng bếp nhá. Con này nó không kén bếp đâu. Nhưng các bác dùng bếp nào cũng được. Đấy, không kén bếp, không quan trọng cái dòng bếp gì các bác nhá. Đấy, chỉ cần là các bác, nhà các bác có bếp là các bác dùng ok luôn. Đó, thì một cái bộ nồi rất đẹp. Đấy, và giá hôm nay thì cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Hàng chuẩn Đức luôn nhá. Đây, hàng chuẩn Đức luôn này. Đây, nó hàng chuẩn Đức. Đây, made in Germany với nhá. Đấy, có cờ Đức các thứ đầy đủ nhá. Đây thì các bác lên mã cho là cái dòng bộ nồi Đức các bác nhá. Đấy, các bác cứ lên mã là bộ nồi Đức cho nó dễ đi. Đấy, hoặc là bộ nồi Đức 6 món, 2 4 6 món nhá. Đấy, bộ nồi Đức 6 món này. Đấy. Thì bữa trước cái con này bên em đang bán là 950k một bộ nhá. 950k một bộ, nhưng trong video này thì bên em giảm giá. Đấy, giảm giá sập sàn luôn, 880.000 một bộ. Bao ship tận nhà luôn các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý là dòng này bên em nguyên tiền ship nó rơi khoảng tầm 50.000 một thùng rồi. Vì hàng của nó, hàng nguyên thùng nó rất to này, các bác nhìn này. Đấy, một thùng rất to, nó đựng đến 6 cái nồi cơ mà. Đấy, rất là to nên là các bác lưu ý là giá này cực kỳ là tốt rồi nhá. Đấy, 880k một cái bộ nồi Đức như này. Và bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Đó, thì hôm nay bên em về được cái lô thắt lưng đồng hồ ví da cực kỳ ngon xịn sò của thương hiệu Perdo nhá. Hàng của nó là hàng nguyên hộp như này luôn, gửi đến tay bác là hàng nguyên hộp, đi kèm thêm đầy đủ, sẽ có túi đựng cho mình luôn nhá. Đấy, túi đựng cho mình các bác có thể là mua về biếu tặng rồi là làm quà các kiểu nhá. Nói chung là rất là xịn sò, một cái bộ thắt lưng đồng hồ ví da cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Thì tí nữa sẽ quay bác xem. Đây, đó, đây, hàng của nó sẽ là hàng nguyên túi này các bác nhá. Đấy, hàng nguyên túi sách này. Đấy, các bác mang đi làm quà biếu tặng rất đẹp, xịn sò ngon này kìa nào. Perdo này, đấy, Perdo, một thương hiệu của Nhật các bác nhá. Đấy, đến đây Nhật xịn sò. Đây, thì tổng quan một cái bộ của nó đây, sẽ đầy đủ gồm có giấy tờ các thứ đi kèm nhá. Đó, sẽ có giấy tờ các thứ, thẻ bảo hành các thứ đi kèm này. Đó, thẻ của thương hiệu Perdo này, cực kỳ ngon xịn sò nhá. Đấy, thẻ thương hiệu Perdo đây. Đấy, rất ngon xịn sò luôn. Đó, rồi là có cả giấy này. Giấy tờ đầy đủ hết luôn nhá. Đây. Đấy, giấy này. Giấy này thì là cái giấy ở cửa hàng đó nhá. Giấy là cái giấy ở cửa hàng. Logo, dấu Perdo, mã cốt, mã vạch đầy đủ này. Con này thì cái date của nó là 2019. Đấy, nên là các bác hiểu sao là hàng nó rẻ này đấy. Date của nó là date ở tại cửa hàng là năm 2019. Thì cái giá người ta đang bán của nó là 800 đô nhá. Đấy, 800 đô. Nhưng mà hiện tại đang là 2022 rồi. Thì bọn em ôm lô được cái hàng này thanh lý. Đấy, ôm lô thanh lý thì giá của nó cực tốt luôn. Đấy, giá cực tốt luôn nhá. Đấy, giá cũ thì đang bán ở cửa hàng là 800 đô nhá. À, là date là năm 2019 đấy nhá. Đó đây, đó, Perdo này. Chữ Nhật chính nhất loàng hoàng hết đây. Đấy, logo Perdo nhá, cực kỳ xịn sò. Thì đây, một cái bộ của nó đây các nhá. Một cái bộ của nó đây. Một cái bộ của nó sẽ gồm có là một cái ví da này, một cái thắt lưng của một đồng hồ này, một ví da thắt lưng, một chiếc đồng hồ này, cực kỳ ngon xịn sò luôn. Đấy, hàng vẫn còn nguyên siêu nguyên bọc gửi tay các bác nhé. Con này nói chung các bác mua về dùng rồi mua về biếu tặng rất đẹp nhá. Đây, đồng hồ rất đẹp xịn sò nhá. Đấy, mặt kính sapphire này, rất đẹp xịn sò luôn. Đấy, kim dây, kim giờ, phút, chỉnh giờ. Đấy, vẫn còn nguyên cái siêu của cái đồng hồ, về các bác giật cái này ra thì nó bắt đầu nó mới chạy này. Đó, rất ngon nhá. Đấy, dây da xịn, rất xịn sò đấy rồi. Về cái đồng hồ tiếp theo là đến cái thắt lưng này. Đấy, mặt thắt lưng rất đẹp nhá, mặt thắt lưng rất đẹp, có chữ Perdo luôn nhá. Đây, có chữ Perdo này. Đấy, rất đẹp xịn sò nhá, sáng choang luôn. Đó, sáng choang luôn nhá. Rồi là dây lưng này. Đấy, dây lưng rất là dài, da ngon, chất lượng, nói chung là hàng ngon bổ rẻ, gửi đến các bác nhá. Hàng nó là hàng bán cửa hàng đấy, nhưng mà nó do hết đát rồi nên là nó phải thanh lý để nó nhập những cái hàng mới về nhá. Thì bọn em ôm lô thanh lý được những cái
hàng nó giá rẻ nha. Đây, dây da rất mềm luôn nhá. Đấy, dây da rất mềm luôn này. Đấy, cực kỳ chất lượng, cực kỳ xịn sò, rất là ngon nhá. Đây, dây da bóng loáng luôn này. Đấy, đấy là về cái dòng dây da. Con này dạng của nó là dạng khuy cài nhá. Đấy, dạng thắt lưng khuy cài. Đây, dạng thắt lưng khuy cài này. Đấy, đây. Dạng thắt lưng khuy cài này. Đấy. Rồi, có lưỡi cài đầy đủ hết nhá. Đó. Rồi tiếp theo thì là cái một cái ví nhá, một cái ví này. Một cái ví cũng rất là ngon luôn. Đó, một cái ví rất là ngon luôn nhá. Đây. Đó, ví rất ngon nhá. Ví có chữ Polo này, da rước rất xịn sò luôn nhá. Đấy, các ngăn các kiểu luôn nhá. Đây. Đó, các bác nhìn này, bên trong này. Đó, ngăn rước đầy đủ hết luôn nhá. Ngăn trong, ngăn ngoài này. Đó, rồi có cả ngăn khóa, ngăn khiếc để các bác để những cái tài liệu mật vậy nhỉ. Rất ok luôn nhá. Đây. Đấy, khóa khoách rất ngon lành luôn. Một chiếc ví rất sang nhá. Đây này, một cái vạch này để nó tạo điểm nhấn này. Có chữ Pro này. Đấy, rất đẹp, nói chung là cực kỳ ngon, xịn sò, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó thì bên em có số lượng về sản phẩm thì số lượng chắc khoảng tầm là 20 hộp, không có nhiều đâu nhá. Đấy, vì nó là hàng thanh lý cửa hàng mà. Nên là số lượng khoảng tầm 20 hộp thôi. Thì các bác thật là nhanh tay đặt hàng nhá. Thì full combo một cái bộ sản phẩm sẽ gồm có một đồng hồ, một thắt lưng và một ví da. Đấy thì nó có những cái mẫu cơ bản này. Có thể là nhiều hộp nó sẽ khác màu nhá. Đấy, ví dụ như hộp này mặt của nó là mặt màu đen này. Đấy, mặt màu đen. Đấy thì nói chung nó cùng thương hiệu thôi. Nhưng mà mẫu mã của nó khác nhau nhá. Màu của nó khác nhau nhá. Đấy, ví dụ như cái này màu đen này. Đây, như con này thì là màu vàng này. Đấy, nói chung là nó có hai màu, màu đen màu vàng. Thì hàng này bên em sẽ bốc xô lẫn lộn nhá, hàng không chọn. Nói chung là hàng không chọn vì bên em bận lắm, không thời gian vì số lượng đơn nó hơi nhiều nên các bác thông cảm về vấn đề này. Đấy thì em sẽ bốc ngẫu nhiên. Đấy thì bốc ngẫu nhiên nhá. Đấy, hàng thì của nó hàng nguyên túi. Về các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà cũng rất là uy tín luôn. Đó, sách đi làm quà cũng rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, hàng của Perdo. Đó, thương hiệu Perdo. Các bác lên mã cho em là cái combo ví da thắt lưng đồng hồ nhá. Đấy, combo ví da thắt lưng đồng hồ thì em sẽ đi vào báo giá nhá. Đấy, combo ví da thắt lưng đồng hồ này. Combo ví da đồng hồ đi. Đấy, combo ví da thắt lưng đồng hồ các bác nhá. Đấy, đồng hồ. Bộ này thì trong cửa hàng hiện tại đang bán giá là 800 đô nhá các bác nhìn này. Đấy, tem mác đầy đủ trong cửa hàng đang bán giá là 800 đô. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì bên em thanh lý giá giảm giá bác là chỉ còn có 450.000. Đấy, cho một sản phẩm, bộ sản phẩm gồm có 3 món như này. Và bên em sẽ bao ship tận giường các bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà, 450k một bộ bao ship tận nhà các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý là 450.000 Việt Nam đồng nhá, chứ không phải là 400 đô đâu. Đấy, không có tránh điện, các bác nhầm, các bác nhìn lại bill này. 800 đô cho một cái bộ sản phẩm này các bác nhá. Đấy, nếu mà trong cửa hàng ấy, trong cái thời điểm là 2019 nhá. Đấy, nhưng mà đợt này đang giảm giá. Ôm lô thanh lý hàng hết tát này. Giá là chỉ còn có 450k một bộ sản phẩm này và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, full combo một bộ sản phẩm gồm có một ví da, một thắt lưng, một đồng hồ, hàng nguyên túi nguyên hộp gửi đến các bác luôn nhá. Đấy, hàng nguyên túi nguyên hộp gửi đến các bác luôn. Đó, đấy là về cái dòng sản phẩm ví da đồng hồ. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng hộp màu trẻ em này. Đấy, hộp màu trẻ em nhá. Đây, một chiếc hộp màu trẻ em cực kỳ đẹp luôn. Con này nó của thương hiệu Good Duck nhá. Good Duck thì một trong những thương hiệu về cái đồ trẻ em cực kỳ là nổi tiếng rồi. Đó, màu vàng, con hình con vịt nhá, rất đẹp luôn. Nói chung là các bác mua về tặng con tặng cháu trong cái dịp chuẩn bị vào đầu năm học rồi. Rồi là mua về tặng sinh nhật các cháu, rồi là món quà vào đầu năm học cũng rất là ý nghĩa nhá. Đấy, cho con cháu nhà mình tập trung học hành, rồi là thoải mái đam mê sáng tạo vẽ vời, rồi là tránh xa điện thoại internet. Đó, một cái món quà cực kỳ ý nghĩa luôn. Đó, các bác mua về. Đó thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ có gồm có bút chì này, rồi là màu sáp, màu nước này. Đây, màu nước này, màu sáp nhá. Đó, rồi cực kỳ chu đáo luôn, là gồm có sẽ có là gọt bút chì tẩy này, rồi là hộp keo này, rồi là bút chì ở đây. Đó, rồi là có cả cái cây cọ này để các bác vẽ này. Đấy, để cho các cháu vẽ nhá. Đó, rồi những cái khay màu này. Đấy, khay màu các vẽ màu, cháu vẽ màu nước này. Thước kẻ đo luôn nhá. Đấy, đầy đủ đựng trong một cái hộp full combo như này. Đấy, full combo trong một cái bộ sản phẩm gồm cái hộp màu rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đa di năng, cực kỳ đẹp. Nói chung là cái bộ này cực kỳ hút luôn. Đấy. Thì các bác mua bộ về tặng các cháu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy thì cái bộ màu nước này, một bộ màu nước trẻ em này thì bên em đang bán giá là 180k nhá. Đấy, 180.000 cho một cái sản phẩm bộ màu nước này. Và bên em sẽ bao ship nhá. Giá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đưa bác là cái dòng bộ trà gót chân. Đấy, bộ trà gót chân này.
bộ chéo gót chân thì đây bên trong của nó này, hàng cực kỳ đẹp chất lượng. Con này các bác có thể mua về biếu tặng dùng thì cũng rất ok. Đấy, bộ chéo gót chân nhá. Bộ sản phẩm này thì sẽ có một cái tay cầm như này. Đấy, một cái tay cầm để các bác chà gót chân này. Và đi kèm thêm là một cái phần chà giáp này. Đấy, chà giáp. Đây, cái chà giáp của nó đây. Đó, và ở đây nữa thì là cái phần lưỡi. Đấy, lưỡi để các bác thay thế nhá. Lưỡi để các bác thay thế này. Một cái hộp lưỡi này của nó là 10 lưỡi nhá. Đấy, một hộp lưỡi của nó là 10 lưỡi. Thì ở đây nó sẽ có hai hộp lưỡi, tức là 20 lưỡi để thoải mái các bác dùng luôn. Đó, 20 lưỡi các bác dùng đến bao giờ hết. Con này thay rất là dễ, các bác chỉ cần đẩy cái này xuống các bác lấy lưỡi ra. Và các bác lại thay lưỡi mới vào thôi. Đấy, nói chung là rất là dễ dùng nhá. Đấy, dùng các bác chà gót chân, chà da chết các thứ ra, dùng rất là ok luôn. Một cái bộ sản phẩm chà gót chân này thì em báo giá nhá, các bác lên mã cho là cái bộ chà gót chân. Thì bữa trước bên em đang bán là đi 90.000, nhưng mà các bác bỏ qua cái giá 90.000 đi. Hôm nay thì bên em giảm giá xuống cho bác là chỉ còn có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc chà gót chân này nhá. Đấy, 80.000 một chiếc thôi. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đây bác là cái dòng thước dây nhá. Đấy, thước dây, thước rút để các bác có thể về đo đất, đo đai, đo ruộng, đo vườn, đo tược các thứ ra. Đấy, đo dạng như kiểu dạng đo công trình rất là ok. Đó, một chiếc thước dây. Đấy, thước dây rút các bác nhá. Đó, của thương hiệu Kabushi Japan này. Đó, thì cái dòng này 20m, bên em đang bán là 100.000. Đó, đây, có phần dây móc đeo luôn nhá. Và cái phần này của nó là rất là đặc biệt, cái phần này của nó là dạng vải lụa nhá. Đấy, dạng vải lụa, nó không như những cái dòng các bác dùng thì những cái dòng ở các bác mua của thị trường ấy thì nó bán những cái dòng này ấy, là những cái vải nó rất là nhanh hỏng, nó rất là nhanh mùn, nhưng mà dòng này thì em bảo hành nhắc luôn. Đấy, cực kỳ bền luôn nhá, cực kỳ chất lượng luôn này. Số má rất là to tát chắc chắn nhá. Đó, thì cái dòng này bên em đang bán giá là đi 2m này, thì bên em đang bán giá là 100.000 một chiếc nhá. Đấy, 100k cho một cái sản phẩm là cái thước rút 20m nhá. Thước rút 20m 100.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên đây bác là cái dòng giá đựng cốc này. Đấy, giá đựng cốc nhá. Giá đựng cốc. Đây, cực kỳ nhá. Con này thì các bác đựng được khoảng tầm 1 2 3 4 5 6 6 cốc nhá. Đấy, 6 cốc này. Đấy, 6 cốc. Ngoài ra ở đây nó có một cái giá này, à một cái đĩa này. Đấy, để khi mà các bác úp cốc xuống là nước nó sẽ róc xuống đây. Đấy, nó không bị văng vãi nước cho nhá. Đấy, chất liệu của nó là inox mạ vàng. Cực kỳ đẹp sang trọng lịch sự luôn. Các bác nhìn này. Đấy, con này các bác để ở phần bàn nước nhà mình, các bác để vào thì nhìn nó sang chảnh, nhìn nó như kiểu là hoàng gia luôn nhá. Đấy, hàng Nhật quá nhá. Đấy, Japan, cực kỳ ngon. Một chiếc giá cốc nhá. Các bác lên mã cho là cái giá úp cốc hoặc là giá cốc được. Đấy, giá để cốc. Bên em đang bán cái sản phẩm giá để cốc này với giá là đi 140k. Đấy, khai cốc nhá, khai cốc 140k, bao ship nhá. Chân đế này có phần cao su ốp vào chống trơn trượt này. Đấy, dùng rất đẹp luôn nhá. Nói chung hàng này hàng tuyển luôn nhá, cực kỳ đẹp sắc nét này. Các bác nhìn này. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Đó, 140k. Đấy, 140k cho một chiếc giá này và bao ship nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Rồi đấy là một số sản phẩm em trong video hôm nay. Thì bác nào có nhu cầu hàng hóa nhé, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em. Số em thì là 0967128839. Số em để ở phần mô tả tiêu đề video, các bác đều nhìn thấy số em thôi nhé. Ở đây các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem cái sản phẩm rồi video mới nhất của em. Đó thì xin chào, hẹn gặp lại bác trong những video sau. Cảm ơn rất nhiều.